Cậu ba bị làm sao vậy? Tự nhiên tao thấy chóng mặt nhức đầu quá. Chắc là cậu ba bị say xe với say nắng rồi á. Cậu ba, hay là cậu ba lên giường nằm đi, con đi lấy dầu bắt gió cho cậu ba nghe. Cậu ba, để con bắt gió cho cậu ba nghe. Cậu nhắm mắt lại. Công nhận bàn tay của mày mềm thiệt đó Bình, lại ấm nữa, rất là dễ chịu. Dạ, cậu ba nhắm mắt lại đi. Còn dài dài cái thái dương một hồi á, là cậu ba hết nhức đầu liền. Mà cậu ba đang mệt, chắc không thích nghe con hát đâu hả? Ừ, hôm nay tao không thích nghe hát. Mày kể chuyện cho tao nghe đi. Cậu ba thích nghe chuyện gì? Mà con cũng không có đọc sách, con đâu có chuyện gì nhiều để kể cho cậu ba nghe. Vậy mày kể chuyện nhà của mày cho tao nghe đi. Nhà con á hả? Nhà con đâu có gì đâu mà kể. Thì mày kể đại đi. Vậy thì con kể hen. Ừ. Nhà con á có 5 người cả thảy: tía, má con và 2 đứa em con. Vì không có đất nên nhà con phải mướn ruộng của người ta để làm. Lần nào làm lúa xong cũng đông hết cho người ta. Hết mùa tía con phải đi làm mướn cho người ta. Ai mướn gì tía con cũng làm hết á. Mỗi khi lãnh tiền là tía con mua món ngon về cho cả nhà ăn. Nhà con vui lắm. Má con á, lúc nào cũng cười hết. Cho tới một ngày. Một ngày sao? Một ngày tía con đưa 2 em con đi thăm người quen bằng một chiếc xuồng nhỏ. Đợt đó xuồng bị chìm, 2 đứa em con bị nước cuốn trôi. Tía con vì nóng lòng muốn cứu 2 đứa em con nên kiệt sức chết giữa dòng. Vậy là không cứu được ai luôn hả? Sau chuyện đó má con vì đau buồn đâm ra bệnh nặng. Trước khi chết má kêu con là lên đây tìm người thân, nhưng cái gì cũng tại cậu ba hết á. Tại cậu ba đụng con té nên miếng giấy ghi địa chỉ mới ướt lem, ướt hết trần chữ cho nên con mới không tìm được người thân nữa. Thiệt tình đang buồn, tưởng đâu nghe mày kể chuyện là sẽ bớt buồn. Không ngờ mày đổ thừa cho tao, làm tao nhức đầu thêm nữa. Nhưng con đã nói rồi, con không có chuyện gì để kể hết trơn á. Tại cậu ba ép con mà. Con cũng không ngờ chuyện con kể làm cậu ba nhức đầu thêm. Con xin lỗi cậu. Nếu mà cậu cảm thấy bực mình quá thì cậu đánh con đi. Ê ê ê ê ê ê, mày nhắc tao mới nhớ nha. Từ đó tới giờ á, mỗi lần mà bực mình là tao ưa kiếm người khác đánh giải sầu lắm đó. Vậy thì bây giờ con đứng im rồi, cậu ba đánh giải sầu đi.
Hù mày thôi. Tao chán đánh người lắm rồi. Không đánh người á thì sao cậu ba hết bực mình được? À, con biết rồi. Vậy thì để con làm cho cậu ba hết bực mình nha. Làm gì? Cậu ba đi theo con hen. Theo mày hả? Dạ. Nhưng mà đi đâu? Thì bây giờ cậu ba cứ đi với con đi là cậu ba biết liền hả? Đi. Bây giờ tối thua rồi còn đi đâu nữa? Thì đi một chút xíu thôi à, chút xíu mình về liền mà. Đi. Đi đi. Cậu ba. Cậu ba đi lẹ lên. Đi, nửa đêm nửa hôm rồi mày dắt tao đi đâu nữa? Lẹ đi. Lọt lỗ nẻ trặt chân rồi mày chết với tao à. Cậu ba ráng đi. Ở đây á đẹp lắm luôn á. Nè, cậu ba thấy không? Đó, ở đây nữa nè. Đẹp lắm á cậu ba. Ý mày nói đom đóm đó hả? Dạ, đó là những con đom đóm lập loè. Bao giờ đơm đớm bay ra, qua gạo rụng xuống thì tra hạt dừng. Cậu ba bắt đơm đớm với con đi, vui lắm. Đi cậu ba. Ê, đừng có bay nha. Đơm đớm đẹp quá cậu ba ơi. Anh Giang. Ừ? Anh chưa ngủ nữa hả? Ừ. Có gì không em? Lúc nãy á, em thấy anh với chú ba nói chuyện với nhau nhiều lắm. Hai người nói chuyện gì vậy? Nói chuyện linh tinh, sao mà anh nhớ được? Nhưng mà đại ý á, là chú ấy muốn nói cái gì? Tại sao tự nhiên á lại xuống tới đây, còn đòi kiểm tra sổ sách nữa? Có lẽ là má kêu Khải Duy xuống học hỏi, lấy kinh nghiệm để mùa sau biết làm đó mà. Biết làm á là sao? Bao nhiêu năm nay á, chuyện này là của anh làm mà. Tự nhiên bây giờ lại muốn chú ba thay thế. Má đúng là không có công bằng mà. Còn anh á thì thấy má rất là công bằng. Anh vất vả bao nhiêu năm rồi, cũng đến lúc nhường cho chú ấy gánh vác phụ chứ. Gánh vác cái gì mà gánh vác? Má muốn đưa cái sản nghiệp này cho chú ấy quản lý thì có. Thì cũng có sao đâu. Anh em một nhà mà. Anh hay là Khải Duy quản lý thì có khác gì nhau đâu. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu để chọc tức em đây? Rõ ràng á là má muốn tước bỏ quyền hạn của anh để trao cho chú ba đó. Má là muốn chú ba làm chủ cái sản nghiệp này đó, anh có biết không? Mỗi lần nói tới chuyện này là vợ chồng mình bất đồng ý kiến. Thôi, anh không có tranh cãi với em nữa đâu. Ngủ đi, khuya rồi. Lặn lội hàng trăm cây số xuống đây, rõ ràng là có ý muốn mưu đoạt tài sản.
Bắt được nữa nè. Ý, nó bay rồi. Mệt quá, không chơi nữa đâu. Cậu ba chạy nữa đi, đang vui lắm mà. Đi, lẹ lên. Vui cái gì, mệt gần chết đi nè. Không đâu, vui lắm mà cậu ba. Đi mà, đi. Cậu ba, còn không thì cậu ba dí bắt con đi. Đi, nhanh lên. Một lần nữa thôi, đi mà. Nè, một lần này nữa thôi đó nha. Dạ. Cậu ba giỏi thì bắt con đi nè. Dám thách thức Hải Duy này hả? Được, chờ đó. Cậu ba bắt đi nè. Cậu ba bắt đi. Bây giờ thì chịu thua chưa? Con chịu thua. Chịu thua rồi. Cậu ba ăn gian quá. Buông con ra đi. Không buông. Cậu ba buông ra. Không. Buông ra mà. Thank you.